Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trần Anh Thư đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về công tác tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022, gọi tắt là Ngày hội mắm Châu Đốc. Sau khi nghe báo cáo phân tích đánh giá của thường trực ban tổ chức ngày hội mắm châu đốc và các tiểu ban chuyên môn phục vụ ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể từng công việc nội dung. Đối với tiểu ban nội dung, ngoài chuẩn bị tốt các nội dung hoạt động của ngày hội, cần tham mưu ban tổ chức tiêu chí, bản điểm chấm chọn những gian hàng có thiết kế đẹp, hấp dẫn, hàng hóa phong phú đa dạng, thu hút khách tham quan, tham mưu hoạt động tôn vinh ngày mắm và các cơ sở sản xuất mắm có truyền thống lâu đời xây dựng được uy tín thương hiệu ngành mắm đối với tiểu bang lễ tân hậu cần khánh tiết cần thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp đón, giới thiệu, bố trí chỗ ăn, nghỉ, sắp xếp vị trí ngồi những hoạt động của các đoàn đại biểu trung ương và các tỉnh thành phố đến dự ngày hội mắm châu đốc tại An Giang, trong đó lưu ý liên hệ giới thiệu trước chỗ nghỉ, tránh thiếu phòng khách sạn khi vào dịp lễ hội với bà chúa xứ núi Sam, tạo thuận lợi để các đại biểu tham gia những hoạt động của ngày hội đối với tiểu ban tuyên truyền chú trọng tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử mạng xã hội thời điểm trước trong và sau ngày hội mắm châu đốc từ đó tạo lan tỏa để thu hút đông đảo người dân du khách tham gia góp phần quảng bá hình ảnh và đặc sản an giang đối với tiểu ban an ninh trật tự và phòng chống dịch cần đảm bảo thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông điều tiết sắp xếp chú đáo vị trí đậu xe của các đoàn đại biểu trung ương các tỉnh thành phố của các sở ngành địa phương trong tỉnh của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất khách tham quan và người dân đến tham gia ngày hội khuôn viên ngày hội và các gian hàng phải bố trí đầy đủ thùng rác khẩu trang nước sát khuẩn nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại thành phố Châu Đốc. Ngày hội có quy mô 150 đến 180 gian hàng, chia làm 3 khu vực: khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang, khu triển lãm các tỉnh thành phố, khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu gian hóa cộng đồng. Cùng với các hoạt động chính, trong thời gian diễn ra ngày hội còn có chương trình giao lưu và diễn biến cộng đồng như biểu diễn giao lưu văn nghệ đặc trưng của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh thành phố, ngày 20 tháng 4, biểu diễn cộng đồng dân tộc Khmer Sóc Trăng và Siết Long An, ngày 21 tháng 4, biểu diễn cộng đồng Chiên Đắk Lắk, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, uống rượu cần, ngày 22 tháng 4, giao lưu đờn ca tài tử Bạc Liêu An Giang và các tỉnh thành phố, ngày 23 tháng 4, năm 2022. Trong khuôn khổ ngày hội mắm Châu Đốc, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn Châu Đốc và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối giao thương với chủ đề sản phẩm ô cấp và đặc sản dùng miền gắn với thị trường tiêu thụ và hoạt động du lịch, dự kiến sáng 21 tháng 4 năm 2022.